Hello, xin chào các bạn. Helen Keller là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội và là một nhà nghiên cứu về nhân quyền người Mỹ. Cô bị khiếm khuyết về thị giác và thính giác lúc còn nhỏ nhưng đã vượt qua khó khăn và đã trở thành một người thành công. Câu nói của Helen Keller, những điều tốt đẹp nhất trên thế giới không phải là nhìn thấy hay chạm vào được, phải được cảm nhận bằng trái tim. Ý nghĩa nhất trong cuộc sống là không thể đo lường bằng các giác quan như thị giác hay xúc giác. Thay vào đó, để hiểu và trải nghiệm, cần phải có một trái tim và khả năng cảm nhận từ bên trong. Trái tim là một bộ phận của tâm hồn và tình cảm. Nó có thể có khả năng hiểu và cảm nhận những điều vượt qua khả năng của các giác quan thông thường. Thông điệp là chỉ khi mở lòng và trải nghiệm bằng trái tim nhạy cảm, trong đó có khả năng yêu thương, chia sẻ và đồng cảm, mới có thể thấy được những trân trọng những điều quan trọng có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Khuyến khích là nên nắm bắt giữ giá trị tinh thần và cảm xúc sâu xa và đánh thức những khả năng tình yêu, sự đồng cảm trong trái tim của mỗi người.